không cần làm gì hết à. Chóng mặt quá. Giống như màn hình nó bị giật nha. Anh Cục nói làm gì kìa. Anh Cục làm đi con. Hử? Đây là... Hi, chào các bạn. Các bạn ơi, thì bây giờ mình làm, hôm nay mình không ăn mà mình sẽ làm cà phê bột biển nha các bạn. Thì mình thấy bữa giờ cái này cũng đang hot, nên là mình về mình làm thử. Thì mình cũng có mua bịch cà phê rồi, với đường, với sữa. Thì mấy cái đó thì để sau nha các bạn. Thì bây giờ là nhà mình không có máy đánh, nên là mình không có đánh vô cái ly được. Tại vì mình cũng đã thử rồi nhưng mà nó thất bại, nó rất là lâu. Nên là mình thử là xài vô cái chai, nhưng mà nhà mình không có chai thủy tinh thì mình cứ xài thử chai nhựa, chai nước suối nha mọi người. Đó, thì bây giờ mình sẽ cắt cái một cái nhỏ để dễ đổ vô nha. Cà phê là món yêu thích của mình đó mọi người. Nhưng mà cái cà phê này mình chưa uống bao giờ. Đó, thì một bịch cà phê mình sẽ pha theo tỷ lệ 1:1 với 3 muỗng đường. Mình cũng đã sẵn đây là 3 muỗng đường rồi các bạn. Nhưng bây giờ đường bỏ vô khó nè. Tại nào này nhỏ quá. Mình bỏ vô cái chai mình lắc mạnh, thiệt mạnh thì nó sẽ nhanh hơn là mình bỏ vô mình lấy cái muỗng mình đánh. Tại nhà mình cũng có đồ đánh trứng nữa. Cái tay á, cái cây đánh trứng cũng không có, cái đó thì đánh cũng được. Đường nhiều nó sẽ không bị đắng. Cà phê Việt này cà phê đen đắng lắm mọi người. Đó, thì nước sôi nữa. Nước sôi thì 3 muỗng nước sôi. Ui nước sôi quá. Ui nóng nóng nè. Đó, nước sôi. Bỏ vô quéo bà chai. 1. Hôm nay mình sẽ làm cà phê Hàn Quốc cho bạn Ngọc mình uống nha. Bạn Ngọc mình khoái. 2. Ngọc uống không Ngọc? Nóng nóng. Nước sôi nè, mình nói nấu nè. Tại vì mình... Đó, bây giờ mình sẽ đậy lên các bạn. Rồi bắt đầu. Vũ điệu lắc. Lắc gì nó nhanh không ta? Chụp. Các bạn thấy màu đen không? Đen phù lùi luôn. Giờ mình sẽ lắc nha các bạn. Bây giờ mình sẽ lắc thử có bao lâu nha các bạn. Mới lắc mấy cái mà mỗi lần. Bắt đầu nhạc vô. Ngọc ngồi cười. Lắc một chút làm sao mà nó ra bột được ta. Thơm quá. Vô chai mà vẫn có thơm mọi người. Mình sẽ xì cái ra miếng để cho nó cái bình nó bự lên ra. Nó bự không ta? Nó khỏi. Đú chen. Ngọc lắc một chút thôi, ăn hoài. Lắc gì nhanh hơn, mình cảm giác là nó được trộn nhanh hơn nè các bạn. Hôm nay mình sẽ uống tiết mục uống cà phê. Cà phê Việt này mình không có uống các bạn ơi. Mình uống cà phê Vina. Cà phê Việt này nó đắng lắm. Ôi da. Mình làm cái này được à, mà bắt các bạn cứ nghĩ đi. Mỗi lần thèm cà phê bột biển ngồi lắc gì chắc nghĩ thèm luôn. Chắc thôi nghĩ lại tới quá trình làm chắc nghĩ uống luôn. Mình lắc nãy giờ là mình thấy cái màu nó hơi tươi lên đó các bạn. Lắc gì được không? Mỗi tay thiệt á. Xíu nay ngồi lắc đi, mình đi chuẩn bị nguyên liệu sữa với đá. Ê thôi nước nóng 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 xuống đây ngồi nè da măng cục nhé. Đây là cái ly mình đã chuẩn bị rồi nè các bạn. Một chút mình sẽ đi lấy sữa đổ vô với đá nữa là số 1. Bây giờ tiếp một cho Ngọc lắc. Đây các bạn ơi, bây giờ nó cũng vẫn chảy chảy nè, nhưng mà chảy chậm nè. Ôi được, chắc được rồi đó các bạn ơi. Trời ơi, bây giờ nó thành màu trắng luôn rồi.
Đó, bây giờ mình chuẩn bị đá rồi hết rồi. Mình đánh mà bây giờ cái tay của mình đánh nó không theo cái nó muốn đánh ra đánh à. Thiệt, một bịch cà phê mà đánh lên kia chắc được, chắc có thể vô lại vô cục chứ làm gì thiệt chứ nhỉ. Chút mút bỏ vô mà giờ được chưa? Được rồi đó, thấy đi, giờ bọn mình chuẩn bị nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bỏ đá vô cái ly này, mình sẽ bỏ vô ly này nha các bạn. Mình cúp xuống. Giờ đá nhà mình không có đá cục thì mình sẽ để đá cục kiểu như vậy. Đá cục bự bự chứ nó lâu tan các bạn ơi. Mày dám uống rượu quá. Dù gì mình cũng nha. Hồi trưa em bỏ sự tôi vô bự nhiều đá quá là không có chỗ để cho kem. Cái này giống kem quá ha, kem tươi quá ha. Cái này mốt mốt đánh này cái mua dâu gì chết á. Đắng lắm. Hơi ồn quá bạn. Được chưa? Các bạn nghĩ không? Được chưa? Bỏ lên nơi sửa vô nha. Rồi các bạn ơi. Đó. Thì mình để sữa mình đổ ra gì cho đẹp. Giờ mình sẽ đổ vô các bạn. Được chưa? Thêm không? Được rồi, được rồi, được rồi. Cho nó dương nhô lên trên. Bởi đây đứng không? Giờ các bạn ơi đây nè. Công tình mình làm mình sợ đấy. Đây, đây các bạn, bây giờ mình bỏ vô nha. Đây, mình sẽ quay cái ly không nè các bạn. Đó. Sao tối nha, chết mình không xuống rồi nè. Quá à. Em đó thấy chưa, em bỏ nhiều sữa tại vì mình có gối à, sợ nó không nhô lên trên. À được rồi. Được rồi. Nhưng mà tại nãy mình đổ qua chai rồi, bây giờ cái ly của mình bự quá. Ly bự quá. Cái mỏ bự quá các bạn, không đủ rồi, tại nãy mình đổ qua chai rồi. Nhưng mà như vậy là thành công. Tạo hình xấu quá. Tại vì người ta tạo hình nhọn nhọn bè bè xuống chi vậy? Cho nó đều đều cái bít cái mỏ ăn cái đã. Đó, cho nó bít bít rồi bắt đầu mình cho nó lên chơi mình gán dép. Tối giờ bỏ cúp xuống nó tối quá. Bây giờ mình sẽ cho nó nhọn nha các bạn. Như vậy là được ha. Thành công rồi đó. Thành công rồi nè các bạn. Uống đi. Chắc giờ nó không đắng được ha. Mình chiếc vô hết. Giờ mình muốn lấy cái tay vuốt xuống cái kìa. Cái muỗng nó dính lên muỗng nữa. Muỗng kia kìa. Nó lại dính muỗng nữa. Giờ không có thêm tạo hình đẹp nữa rồi các bạn. Xấu làm cái thành công là mình vui à. Đánh rớt hai tay luôn cũng thành công nữa. Thơm cà phê ghê. Thành công rồi, chúc mừng. Chúc mình sẽ cho các bạn coi thôi, mình làm một lần rồi nó bị fail rồi các bạn ơi. Mình phải mình đánh nhanh mà thêm cố gắng thêm chút nữa là được. Đây xong, sạch chân. Giờ mình sẽ lấy muỗng. Có tôi là cũng bằng anh gì được. Giờ nhờ tôi đánh nữa mới được à. Mình cho nó rớt tự nhiên thôi chứ giờ không có kiểu đẹp nữa. Có lẽ ta bỏ vô cái bột bịch thì ta lắc. Bỏ bịch lắc xong rồi nặng cái cắt cái đít đó. Nặng. Ờ nặng nó mới đẹp. Tại vì bây giờ nó dính cái muỗng quá trời chứ. Đây các bạn ơi, nó, dù gì cũng là rất là đẹp trời. Đối với mình nó là cả một quá trình luôn các bạn. Đó. Thì đó, đây là cà phê bột biển của Hàn Quốc. Rất là thơm luôn các bạn. Wow, thơm quá trời thơm luôn. Mời các bạn nha. Bây giờ đây các bạn ơi, bây giờ mình uống, bây giờ mình thử cái miếng kem ở trên đây xem các bạn. Quên mời các bạn.
Cái bột đấy đã lắm các bạn, nhưng mà nó có vị rất là đắng vậy. Có vị. Tại cà phê đen mà, phải đắng. Ngọt thêm mày. Rất là ngon, cái sữa này, cái kem này á, đắng nhưng mà nó rất là ngon các bạn. Uống nó dính cái miệng tôi, cảm giác ngọt rất là đã. Đây các bạn ơi, thì dù gì mình cũng đã thử được gọi là tạm thành công rồi đó các bạn. Nó thành công rồi nhưng mà tại vì nó không có được đẹp như trời, nó dính cái miệng không được đẹp lắm. Nhưng mà đây các bạn, mà các bạn nghe thì các bạn bạn nào muốn thử thì chỉ cần một cốc cà phê Việt, cà phê đen đá và sữa, và mình cố gắng khuấy thiệt nhiều, khuấy rụng rồi tay chân luôn đó. Rồi bây giờ thôi thì các bạn đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chào các bạn.